hỏa tán theo đuổi vợ dấu cộng đậm lời bài hát. Lớp B4 Maria dấu cộng đậm nhiều CP, ôn nhu nghèo túng thiên kim tổng thống lạnh lùng khi ý thức được trong lòng cố bách hàng còn có một ánh trăng sáng, tần hướng vãn mới biết sau đó cảm thấy tình yêu là bài xích của anh, cũng không thể dùng cảm động đã động một người. Vì thế tần hướng vãn hạ quyết tâm rời đi, gần tới lúc hết hạn thỏa thuận hôn nhân của hai người thì đề nghị ly hôn trước. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, hai sinh mệnh nhỏ trong bụng lặng lẽ buông xuống, ánh trăng sáng của cố bách hàng sau khi về nước không quên gửi ảnh khiêu khích, người cha ngoại tình cướp đi tâm huyết của mẹ, còn ý đồ đem gia nghiệp chuyển cho con riêng của mình. Giấu bụng bầu, cô dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất ngoại. Ba năm sau trở về, mọi người nhìn thấy tầng hướng vãn cũng không khỏi cảm khái một câu. Cậu thật sự thay đổi rất nhiều, còn có thêm hai manh bảo. Đấy mắt tầng hướng vãn chứa đầy ý cười mình chẳng qua là tìm lại nhịp sống của mình. Ngay khi cuộc sống của cô lại đi vào quỹ đạo, Cố Bách Hàng thấy rõ nội tâm mình lại một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của cô. Cố Tổng vẫn khỏe chứ? Tần hướng vãn ung dung nói. Con của ngươi như thế nào cùng ta giống nhau như đúc? Cố Bách Hàng đè nén nỗi nhớ của mình, đặt tần hướng vãn vào góc tường. Chương 1 Mang thai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Ta đối với nàng không có tình cảm gì. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 hắn đêm không về ngủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Chúng ta ly hôn A. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Đến từ sông Duyệt Nhu khiêu khích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Rời đi Hoa Quốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Chưa từng thấy qua phá toái cảm giác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Hướng muộn không có như vậy vui tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Nàng có hài tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ngươi là lý tưởng của ta hình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét